have also been sales director in companies. Mà anh ấy cũng là giám đốc kinh doanh ở trong cái công ty, ở trong ngành này. And we are proud that we have some Danish dynamite on the line. Và tôi rất là tự hào là hôm nay tôi có một cái vị khách mời đến từ Đan Mạch. And he's also a very good friend since many years. Và anh ấy cũng là một cái người bạn rất là tốt với tôi trong nhiều năm rồi. So we are happy and we are honored to have you on the line here. So welcome on the line, Mr. Jens Lausten from Denmark. Tôi rất là vui mừng được giới thiệu anh Jens Lausten từ Đan Mạch. Thank you, Bo. Thank you so much. Thank you for the kind words. Lại chưa nhìn thấy cái speaker, màn hình của speaker rồi ạ. When you say all that, you make me sound so old. I'm sorry. Wait us a moment because we will set the speaker screen. Xin lỗi, có thể ai trực tiếp tắt mic của những người trong lớp được không ạ? Can you mute the background? Yeah. Yeah. So. Thank you. Okay. Yeah. Did you mute the others too? No, there he is. No, they didn't mute me. So I want to thank Bo for giving me the opportunity to talk to you guys today. Tôi rất là cảm ơn anh Bo hôm nay đã cho tôi cái cơ hội được nói chuyện với các anh chị ngày hôm nay. Bo and I have been friends for many years. Yeah, now I can see you. Finally, I can see you. Okay. Anh Bo và tôi, anh Bo và tôi đã là bạn bè rất là nhiều năm rồi ạ. And he called me last week when I was 2 weeks ago when I was in Spain. Và 2 tuần trước đây khi anh Bo anh đã gọi tôi khi lúc đó tôi còn đang ở Tây Ban Nha. And Bo talked to me about his extremely passionate team he had in Vietnam. Và anh Bo anh đã chia sẻ với tôi về cái đội ngũ cực kỳ là tuyệt vời của anh ở Việt Nam. And he asked if I could, you know, step into the call and maybe share a few ideas with you guys. Và anh ấy đã nói với tôi rằng là tôi có anh tức là anh ấy muốn là tôi tham gia vào một trong những cái buổi Zoom của các bạn và có thể chia sẻ một số cái ý tưởng có thể là cũng hay ho. So today I want to talk about two different words with you guys. Và hôm nay thì tôi muốn là chia sẻ với các anh chị hai cái nội dung. And when I'm not sitting here, I'm actually running 3 other businesses. Và thực tế là khi tôi mà đang không ngồi trong cái buổi Zoom này thì tôi cũng đang điều hành 3 cái công việc kinh doanh. But my main business is consulting global companies and global leaders. Và cái công việc chính của tôi là tư vấn cho những công ty, những cái tập đoàn quốc tế và những leader quốc tế. Both in the direct selling space and in traditional business. Trong cả các cái ngành kinh doanh trực tiếp cũng như là những cái ngành kinh doanh truyền thống. And so what I would like to do today is talk to you about 2 words that I've written down on this board. I hope you can see it. Và hôm nay là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là tôi muốn chỉ muốn nói về 2 cái từ mà tôi đã viết ở trên bảng và hy vọng các bạn có thể nhìn thấy. The 2 words are infrastructure and leadership. 2 cái từ này là từ về cơ sở hạ tầng và lãnh đạo. Now, when you look at a direct selling business or when you look at a traditional business. Khi mà bạn nhìn vào một cái ngành kinh doanh truyền thống hay là một cái ngành kinh doanh trực tiếp. When you look for value, the first thing you look for is infrastructure. Và khi bạn nhìn vào cái giá trị thì đầu tiên là bạn luôn luôn nhìn vào các cái cơ sở, những cái cơ sở vật chất mà họ có. If you imagine a business that wants to come to Vietnam and market its products. Ví dụ như là bạn nhìn vào một cái công việc kinh doanh của một cái mô hình kinh doanh mà khi đến Việt Nam và muốn giới thiệu về sản phẩm. They are not looking for the best salesperson. Và thực chất là họ không tìm kiếm những cái người bán hàng tốt nhất.
but they are looking for the best infrastructure to spread the products through all of Vietnam. Nhưng mà họ lại tìm kiếm những cái cơ sở, những cái cơ sở vật chất, những cái cơ sở hạ tầng để làm sao để có thể là phân phối tốt nhất là cái sản phẩm của họ đến Việt Nam. So if you have a product that can be sold in a supermarket, you want the supermarket with the biggest infrastructure. Ví dụ như là bạn có một cái sản phẩm mà sản phẩm đó được phân phối qua mô hình là siêu thị chẳng hạn, thì bạn sẽ được chọn những cái mô hình là siêu thị, thì những bạn sẽ chọn những cái siêu thị sẽ có cái cơ sở vật chất làm sao tốt nhất ạ. Because today infrastructure is the number one value in business. Bởi vì các bạn biết không, cơ sở vật chất hiện ngày nay nó là cái giá trị số 1 trong tất cả các cái mô hình kinh doanh. If you think about companies like Uber and Grab. Ví dụ như mình thấy các cái mô hình kinh mô hình công như công ty Uber và Grab. They don't have any taxis. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Họ không có một chiếc taxi nào cả. They don't have employed taxi drivers. Và họ cũng không phải tuyển dụng những cái người lái xe taxi. But they are still the biggest taxi companies in the world. Nhưng các bạn có thấy thực là họ vẫn là những cái công ty hiện tại mình có thể gọi là những công ty taxi lớn nhất trên toàn cầu không ạ? Because they have a software that connects the infrastructure of all of the customers and all of the cars. Nhưng họ có một cái phần mềm rất là đặc biệt, đó là những cái ứng dụng mà có thể kết nối người dùng với những cái người mà sở hữu những chiếc xe ô tô. If you look at a company like Airbnb. Hoặc là những công ty ví dụ như là Airbnb chẳng hạn. Airbnb is the biggest company to rent out real estate in the world. Các bạn cũng biết rằng là Airbnb là cái công ty hiện tại là lớn nhất đang vận hành những cái mình có thể nói là những cái bất động sản trên thế giới. They rent out more rooms than any hotel chain in the world. Họ cho thuê các cái phòng cho thuê cũng như các phòng khách sạn nhiều hơn bất kể một cái chuỗi khách sạn nào trên thế giới. But they don't have a single hotel. They don't have a single room. Nhưng mà thực tế là họ không có bất kể một cái khách sạn nào, không có bất kỳ một cái phòng đơn lẻ nào luôn. They just connect people who want to stay with people who want to rent. Mà họ chỉ làm một cái nhiệm vụ ở đây là họ kết nối giữa những cái người mà muốn ở, muốn lưu trú với những cái người mà muốn cho thuê. Now when you look at your business. Và cũng tương tự khi chúng ta nhìn vào công việc kinh doanh của chúng ta. You have a system where you have a happy customer who talks to another happy customer. Chúng ta có một cái hệ thống ở đó là có những cái người khách hàng hạnh phúc, họ lại nói với những người khách hàng hạnh phúc khác. Many people don't understand the power of this. Nhưng mà các bạn có hiểu rằng là hiện tại có rất là nhiều người họ không hiểu về cái quyền năng, cái sức mạnh của cái việc chia sẻ này. But this is the highest form, the most powerful form of marketing the world has ever seen. Và đây theo tôi, theo kinh nghiệm của tôi, đây là một cái hình thức có thể nói rằng là marketing cao nhất và hiệu quả nhất trên toàn cầu hiện nay. This is exactly what the big companies want to have happen. Và đây là những cái gì mà chính xác là những cái gì mà những cái công ty lớn họ muốn là cái điều này được được chia sẻ, được làm. Companies do traditional marketing to get the first customers. Và các cái công ty họ làm theo các cách marketing truyền thống để họ có được cái khách hàng đầu tiên. But then they want their customers to help recommend their products. Và sau đó là họ muốn là cái khách hàng đó sẽ giới thiệu, chia sẻ sản phẩm của họ. This is so powerful because people trust each other. Điều này thì cực kỳ là hiệu quả và rất là mạnh, là công cụ rất là mạnh. Bởi vì tại sao ạ? Vì mọi người tin tưởng lẫn nhau. So if you can build an infrastructure of people who trust each other.
Và ở đây cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng mà tôi nói đến đó là một cái mạng lưới những người mà tin tưởng lẫn nhau nếu mình xây dựng được. You have something extremely powerful. Và lúc đó thì bạn sẽ sở hữu một cái gì đó, tôi có thể nói rằng là một cái công cụ cực kỳ là hiệu quả và mạnh mẽ. You will notice that I will not talk about your company. Và bạn bạn nhận ra ngay rằng là tôi không hề nói gì về công ty của các bạn, đúng không ạ? But I will talk about your business. Nhưng mà tôi nói về cái mô hình, cái công việc kinh doanh của các bạn. The company you choose to work with is not relevant for what I'm talking about. Và cái công ty hiện tại mà các bạn đang nói, đang làm việc với, đang lựa chọn để làm việc thì không liên quan đến cái điều mà tôi đang nói với các bạn. So you have a company you work with. Và hiện tại các bạn có một công ty đang các bạn đang hợp tác cùng. But this is your business. Nhưng cái cơ sở hạ tầng mà tôi nói đến ở đây ạ, cái cơ sở vật chất mà tôi nói đến ở đây, đây là công việc kinh doanh của các bạn. Whenever you talk to somebody new. Khi nào mà bạn nói với một ai đó mới. Whether you talk to them directly or indirectly. Không quan trọng là cái việc bạn nói với họ là trực tiếp hay là gián tiếp. You create more and more value for you. Và lúc đó thì bạn đang tạo ra cái giá trị nhiều hơn nữa cho bản thân mình. Because company multiplied with infrastructure is value. Bởi vì cái công thức ở đây là gì ạ? Công ty nhân với cái cơ sở vật chất mà các bạn tạo ra thì tạo thành giá trị. And this means it's not the company that's the value. Và ở đây là các bạn có nhận ra điều gì không ạ? Giá trị ở đây không phải là công ty. You need to work strong together because then you can choose the company you work with. Và các bạn ở đây các bạn sẽ phải là gì ạ? Làm việc cùng nhau tạo thành một cái đội mạnh và các bạn có thể chọn cái công ty nào mà phù hợp để các bạn làm việc. Remember, any company wants to work with a strong infrastructure. Và hãy nhớ rằng là các công ty họ đều muốn là làm việc và đều muốn được hợp tác với cái cơ sở vật chất. Ở đây nói rằng là nó là một cái đội nhóm mạnh. So how do I build a strong infrastructure? Và làm thế nào để tôi có thể xây dựng được cơ sở vật chất mạnh ở đây? The answer is leadership. Và câu trả lời là lãnh đạo ạ, sự lãnh đạo, sự dẫn dắt. Now, when it comes to leadership, there are many different forms. Và khi mà chúng ta nói về lãnh đạo thì có rất là nhiều hình thức. There are those who work very consistently and don't speak loud like me. Có những người họ làm việc rất là kiên định và họ không nói to như tôi. There are those who are more on stage and making more noise like me. Và có những cái người mà họ lại có cái tính cách như tôi, họ luôn luôn là rất là gọi là nói to, ăn to nói lớn kiểu như tôi. But when you look at an infrastructure, you need everybody. Nhưng mà khi ta nói về cái cơ sở vật chất ở đây gần như là cái hệ thống con người ở đây ấy, thì chúng ta cần mọi người. One of the most important things for leadership is to be consistent. Và một trong những cái một cái yếu tố mà quan trọng nhất cho cái tính lãnh đạo ở đây ạ, cái sự lãnh đạo ở đây là gì ạ? Là sự kiên định. Leadership is like being a parent. Ở đây là gì ạ? Lãnh đạo được ví như là làm cha làm mẹ ạ. As parents, we have to be consistent. We cannot be like this. Và nếu mà chúng ta đã là cha mẹ thì các bạn đồng ý không? Chúng ta luôn luôn phải kiên định, đúng không ạ? Và nhất quán, không thể thay đổi thế này được ạ. If we be like this with our children. Nếu mà chúng ta làm như thế này, chúng ta thay đổi liên tục như thế này với con cái của chúng ta. Our children will be confused. Và chắc chắn là con cái của chúng ta sẽ bị rối, đúng không ạ? Nervous. Và sẽ lo lắng. They will be afraid. Và thậm chí là họ còn lo sợ nữa cơ. And so you don't want an infrastructure that's nervous and afraid.
Và tất nhiên là khi chúng ta có một cái mạng lưới con người ở đây thì chúng ta không có muốn có một cái tổ chức là luôn luôn lo sợ hay là lo lắng, đúng không ạ? Now you want an infrastructure that has self-confidence and has trust. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có muốn có một cái đội ngũ ở đây là gì ạ? Là sẽ tự tin vào bản thân và luôn luôn tin tưởng. And when you are consistent, people will begin to trust you. Và khi các bạn kiên định, các bạn nhất quán, thì mọi người sẽ có sự tin tưởng ở bạn. Consistent is when you keep doing things again and again and again. Và cái sự kiên định nó là gì ạ? Là khi chúng ta làm một việc lặp đi lặp lại nhiều lần. I'm not talking about just drinking the products. Ở đây tôi không nói về cái việc là dùng sản phẩm. I'm talking about giving a clear plan. Không chỉ là chúng ta phải sử dụng sản phẩm đâu ạ, mà ở đây nó là một cái gì ạ? Một cái kế hoạch rõ ràng. A clear plan that people can see. Cái kế hoạch rõ ràng mà làm thế nào để mọi người có thể nhìn thấy được nó. A clear plan that people can understand. Kế hoạch rõ ràng là mọi người có thể hiểu được nó. And a clear plan that people can follow. Và mọi người có thể làm theo nó. So if you have a weekly meeting, it needs to be on the same time at the same day. Và nếu giả sử như chúng ta đã đặt những cái cuộc họp hàng tuần thì nó sẽ phải là gì ạ? Vào đúng một ngày và đúng một thời gian. If you as a leader are one day saying Bo is the best in the world and next day you're saying Bo is the worst in the world, you confuse your team. Và ví dụ như các bạn là một cái người leader và trong cái thông điệp bạn đưa ra, bạn nói rằng là ôi anh Bo hôm nay là cái người lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng hôm sau bạn lại bảo là anh Bo lại là cái người lãnh đạo chả ra gì, thì có phải là làm cho đội ngũ của mình nó rối rắm và lo lắng không ạ? In a team is the value of your business. Và trong cái đội ngũ của bạn thì nó chính là cái giá trị của công việc kinh doanh của các bạn. But it is leadership that drives the team. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng là cái sự lãnh đạo nó sẽ dẫn dắt đội nhóm đó. Individually, we are not very powerful. Và nếu mà xét một về cái từng cá nhân mà nói thì chúng ta sẽ không mạnh. But together, you are very strong. Nhưng mà nếu khi chúng ta cùng nhau thì chúng ta sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. You go from being a single person to becoming a supermarket chain. Chúng ta sẽ có thể trở thành là bắt đầu chúng ta từ một cái người rất là đơn lẻ và sau đó có thể trở thành một cái chuỗi bán hàng hoặc là cái siêu thị lớn, cực kỳ lớn. Now, I hope this makes sense to you. Tôi hy vọng rằng là những cái thông tin tôi vừa mới chia sẻ có thể giúp các bạn. This is your business, not this. Và các bạn nhớ nhá, cái cơ sở tầng, cái infrastructure đây chính là cái kinh doanh của các bạn chứ không phải là công ty. And leadership is how you drive your business. Và leadership là gì ạ? Cái sự lãnh đạo là làm thế nào mà các bạn dẫn dắt được cái tổ chức của mình. If you are a new person, you are a leader. Nếu mà các bạn là người mới thì các bạn là một người lãnh đạo. A leader is not something you become when you have a rank. It's something you become to get a rank. Một cái người lãnh đạo là gì ạ? Không phải là cái người đã có một cái vị trí cấp bậc cao, mà cái người lãnh đạo là cái người mà làm thế nào để có được cái vị trí đó. Now you guys are working with one of the best leaders in the industry. Bây giờ tại là các bạn đang làm việc và đang hợp tác với một trong số những cái người leader tốt nhất trong những cái ngành này. You're working with a leader that is strong. Hiện tại là các bạn đang làm việc với một người leader rất là mạnh mẽ. You're working with a leader that is very consistent. Người leader rất là kiên định. You're working with a leader that has a lot of trust. Và người leader đó là đang có rất là nhiều sự tin tưởng. And you're working with a guy that has his heart on the right place.
Và các bạn đang làm việc với một người đàn ông họ có cái trái tim ở đúng chỗ. Bo did not ask me to say this. Thực chất là anh Bo không hề bảo với tôi là phải chia sẻ điều này. But I think it's important that we sometimes remember who we are working with. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng là rất là quan trọng khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta đang làm việc cùng với ai. Because we become the people we surround ourselves with. Bởi vì là chúng ta trở thành những cái con người mà hiện tại xung quanh chúng ta. And I can tell you a last thing here before I have to go. Và một điều cuối cùng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trước khi mà tôi phải rời cái buổi Zoom này. Bo talks with more passion about you guys. Bởi vì anh Bo nói với tôi về các bạn rất là tuyệt vời, rất là nhiều cảm hứng. He talks with more excitement about you guys. Anh ấy chia sẻ với tôi về cái đội ngũ các bạn. Anh ấy cực kỳ là hào hứng. When you see his face, he lights up when he talks about his team. Và khi mà tôi nhìn thấy anh ấy nói về đội ngũ của mình thì mặt anh ấy sáng lên. He told me so many times how great the people are he's working with. Và anh ấy nói với tôi rất là nhiều lần rằng là anh ấy có một đội ngũ và rất là nhiều những cái người mà họ rất là tuyệt vời mà anh ấy đang được hợp tác cùng. He never told me one time how good he was. Và chưa bao giờ anh ấy nói rằng là với tôi chỉ một lần đơn lẻ rằng là bản thân anh ấy tốt như thế nào, chưa bao giờ anh ấy nói điều đó. He never talked one time about how much money he's making. Và chưa bao giờ tôi thấy anh ấy chia sẻ rằng về cái việc anh ấy đã làm ra bao nhiêu tiền. And that's the kind of leadership that builds a big infrastructure. Và tôi đánh giá và theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì đó là một cái sự lãnh đạo mà xây dựng nên một cái đội ngũ rất là tuyệt vời. I want to thank you for your time. Và tôi rất là cảm ơn thời gian các bạn dành cho tôi. I have a very good friend who is Vietnamese. Và hôm nay tôi lại được biết những cái người bạn rất là tuyệt vời từ Việt Nam. I she's been my friend since we were in school. Thực ra tôi với anh Bo đã là bạn từ khi chúng tôi còn đi học. And I'm just happy to hear the Vietnamese language again. Và tôi rất là cảm thấy vui khi mà được nghe thấy tiếng Việt của các bạn. So thank you for inviting me into your life for 15 minutes. Thank you. Rất là cảm ơn các bạn đã cho tôi cái thời gian đến đây trong vòng 15 phút. Yeah, thanks a lot for your very amazing. Wow. Quá là very wonderful. Okay. Thank you so much. Can we ask you something? Yes, we can do it quick, yes. Yeah. Hỏi nhanh ạ, tại vì anh ấy 9 giờ anh phải out rồi chị ạ. Anh đấy có thể nói về cái thời gian trước khi làm anh ấy làm Unicity và tại sao anh ấy lại có cái sự thay đổi? Hai cái công ty truyền thống của anh ấy thì đang làm về lĩnh vực gì? Just a very quick question for you. So before we knew that you work, you did the job with the Unicity, and can you tell why you have changed? And how about your two traditional business? What is the business about? I have many clients, not just one with Unicity. So it's different. I have many global clients. And with Unicity, I can only say the best. It was an awesome company. I have many great friends in Unicity. Thực ra anh này nghe là cái tư vấn về kinh doanh và anh có rất là nhiều khách hàng và trong đó Unicity là một trong những cái đối tác của anh ấy. Và Unicity là một cái công ty rất là tuyệt vời mà anh ấy cũng có rất là nhiều bạn bè và có rất là nhiều cái thời gian tuyệt vời ở đó. And apart from that, I'm involved in software company. Và ngoài ra thì tôi cũng có những cái công việc trong những cái công ty về phần mềm. And also an investment company. Và một cái công ty đầu tư khác.
So that's the two other things that I'm doing. Đó là hai cái lĩnh vực kinh doanh khác của tôi. Yeah, thank you so much.